Chị đang đi đâu á? Ủa chị mới đi ăn sinh nhật chúc mẹ mà đúng không? Bây giờ đi đâu nữa vậy? Làm ngay trái tim ngay ngực nữa đó hả? Tao coi coi. À, ở ngay ngực nó có trái tim nè. Đó, à, trái tim đó, trái tim đó, trái tim đó. Giống trái tim mình đang đập vậy á. À hả? Wow, dễ thương ha. Cherry quay qua mommy coi coi. Cherry quay qua mommy coi coi. Hello Cherry. Wow, trái tim đẹp vậy. Wow. Ồ, cái ngực nó nổi lên, trái tim đẹp ha. Chụp hình không? Hết rồi. Chụp lẹ đi để nó hết nè. Hai trái tim dễ thương à. Hai trái tim dễ thương ha. Chê chê đi xích ra, bạn chụp hình lẹ lên xích ra. Wow, trái tim chữ quay không kịp à. Nó ghi là Tết ơi, Tết thích cậu, hẹn hò nha. Vậy hả, nó ghi vậy hả? Đúng rồi. Là người thích Cherry, quay qua coi. Cherry. Trời ơi. Ôi. Ở trái tim kìa, trái tim kìa. Quay mặt qua má mi coi coi. Nay mang dài gì vậy, dép gì vậy, đẹp không? Đâu. Wow, nay mang dép đẹp quá ta. Quay ơi, để hai sát sát hai chân vô coi. Để sát sát hai chân vô. Ừ, đẹp vậy. Nay mang dép gì đẹp vậy? Đây thấy trái tim nè, trái tim kim cương nè. Thank you. Happy Valentine Day. Happy Valentine Day. Rớt ơi. Tớ thích cậu, dễ thương chưa? Rớt ơi, tớ thích cậu. Hẹn hò nha. Dễ thương. Đồ cột tóc của Cherry nè, trái tim kim cương nè. Vô tình hôm nay Cherry đeo cái đồ cột tóc nó cũng trái tim kim cương giống vậy luôn. Đó. Nè, giống y chang cái đồ cột tóc của Cherry luôn nè. Nè. Đây là đó, thấy không? Đó, cái đồ cột tóc của Cherry cũng trái tim kim. Thì cái đó nó hồng đậm hơn chút. À, thấy rồi. Đứng im á, mới thấy đồ cột tóc nè. Hôm nay Cherry vô tình cũng đeo cái đồ cột tóc của trái tim luôn nè. Trái tim là giống y chang cái đứng im, nó nhúc nhích không có thấy nè. Con này nhúc nhích hoài không thấy nè. Rồi quay mặt qua coi. Đồ cột tóc trái tim của ai đây? Quay mặt qua. À, của Cherry. Quay mặt qua cái nhìn kỹ coi Cherry. Cherry quay mặt. Hôm nay đồ cột tóc Cherry trái tim kim cương giống như cái
trái tim kim cương của con robot này luôn.